Chả giò là một món ăn rất là phổ biến ở miền Bắc, miền Trung và cả miền Nam các bạn. Và cái chả giò rất là dễ làm, mình muốn thích nhân gì thì mình làm vào nhân đó. Nhưng mà điều quan trọng là để làm sao cho chiên chả giò được giòn, cho được vàng ngọt. Thường là người ta sẽ có cái bí quyết để quét lên lớp bánh tráng. Khi chiên thì chả giò rất là giòn. Như mình biết là chả ram Bình Định là một trong những cái loại là chả rất là ngon, giòn ngon và người ta thường quết bằng cái nước vôi trong. Hôm nay mình sẽ thử một vài cái cách quết vào bánh tráng để xem cái cách nào giúp cho chả giò giòn lâu và ngon hơn nha các bạn. Trong tất cả các cách thì cái cách làm nước vôi trong nó hơi mất thời gian cho nên mình chuẩn bị trước. Mình có đây là một cái cục vôi trong, vôi, cái này là vôi ăn trầu đó các bạn. Mua vôi ăn trầu này ở ngoài chợ á, ở ngay cái mấy tiệm mà người ta bán trầu cao á, để cho mấy mấy cụ ngày xưa hay ăn ăn trầu thì có vôi, thì cái vôi ăn trầu mình mua nó cũng có màu hơi hồng hồng phớt vậy nè các bạn. Và khi mà các bạn nhìn kỹ ở trong thì nó không có hồng nhiều. Các bạn đừng có mua cái loại vôi mà nó hồng quá nhiều thì mình làm không được, nó bị dính màu thực phẩm nha. Và ở đây là 10 gram. Và mình có ở đây là 300 ml nước lạnh. Mình sẽ bóp vôi vào trong nước lạnh, sau đó mình sẽ để lắng lấy nước trong. Khi mà các bạn mua vôi mới á, thì nó sẽ khô và chảy hơn. Mình mua vôi càng cũ thì nó bị mất nước thì nó càng khô lại các bạn. Mình rửa tay sạch. Rồi mình bóp cái vôi này vào trong cái nước này nè. Có nhiều công thức người ta đòi hỏi phải ưa lắng vôi qua đêm á. Rồi riêng cái công thức quét chả giò này thì mình chỉ sử dụng cái lượng nước vôi rất là ít. Cho nên á, mình không cần phải lắng qua đêm, miễn là mình lắng cho nó trong, mình lấy cái nước vôi trong là được rồi. Khi mà mình hòa đều nó vào trong nước như thế này nè, thì mình sẽ để ở đây cho nó lắng, mình lấy cái nước trong. Trong thời gian đó thì mình đi chuẩn bị cái nhân làm chả giò nha. Hoặc là mình có thể dùng chung với bún hoặc rau thì mình cũng chuẩn bị luôn. Mình có ở đây là 200 gram thịt nạc dăm xay nhuyễn á các bạn. Mình sẽ ướp vào đây một xíu muối, 1/8 muỗng cà phê á, hạt nêm, 1 muỗng dung hành tím, nửa muỗng tỏi băm và 1 xíu tiêu, 1 muỗng canh dung hành lá. Thường thì người ta sẽ có thêm nấm mèo nè, bún tàu nè, mình không cho vào, các bạn có thể cho vào nha. Cái nhân của mình nó càng khô ráo thì cái chả giò của mình nó càng ngon. Mình trộn đều tất cả các gia vị thì mình bỏ ra một bên, mình đi làm tôm nha. Nhân của mình hôm nay gồm có thịt và tôm thôi à, rất là đơn giản, càng đơn giản mình thấy càng ngon các bạn. Mình có ở đây là 300 gram tôm á các bạn. Thì cái tôm này mình đã rửa với nước muối rồi, mình để cho nó thật ráo rồi. Tôm thật ráo nước nha, để cái nhân chả giò mình tuyệt đối phải thật ráo. Mình sẽ lột bỏ đầu nè. Và bỏ cái phần đen ở trước đầu của con tôm á các bạn. Cái phần gạch thì mình lấy cái đầu tôm nguyên cái đầu nè. Mình để dành trong tủ đá, ít bữa nữa mình làm cái phần gạch tôm nè. Mình ít bữa mình làm cái bánh canh bột sắt á, rất là ngon. Rồi cái này thì mình lấy chỉ nó ra nha. Mình có thể chừa cái đuôi con tôm gì cho nó đẹp nè. Đó, vậy nha các bạn. Cái tôm, cái vỏ nó mềm á, mình ăn chiên lên rất là giòn. Cho nên mình để vỏ luôn. Mình cắt như thế này nè, đó. Nó như thế này, vậy hồi con tôm mình nó thẳng. Mình chừa cái đuôi này hồi cho nó lòi lên nó đẹp nha. Cái phần tôm á mình đã lột sạch rồi các bạn. Mình đã bỏ đầu nè, bỏ chỉ đen hết rồi. Bây giờ mình sẽ ướp vào đây nha. Tương tự ướp thịt thì mình sẽ cho vào đây là nửa muỗng cà phê tỏi băm, 1 muỗng hành tím và 1 muỗng hành lá, 1 xí xì muối nè các bạn, khoảng chừng 1/8 cà phê muối, hạt nêm, 1 xíu tiêu luôn, mình dùng tiêu ít thôi.
Nhân của mình chuẩn bị xong thì mình đi chuẩn bị cái hỗn hợp quết lên cái mặt bánh tráng nha. Chả giò thì trong Nam gọi là chả giò, ở miền Bắc thì gọi là bánh đa nem và miền Trung thì gọi là chả tram. Thì thường á là mình mua cái bánh tráng để gói chả giò là nó làm từ bột gạo, không có pha bất cứ cái loại nào khác. Và trên thị trường có hai loại, một loại là bánh tráng trắng như thế này và một loại là bánh tráng vàng. Thì hai cái này đều giống nhau, nhưng mà nếu mà các bạn sử dụng cái màu vàng thì các bạn không cần phải bỏ đường vào trong cái hỗn hợp phết bánh tráng, thì khi mình chiên nó vàng lên rất là đẹp. Còn ví dụ như mình mua không có cái bánh vàng thì mình mua cái bánh trắng thì mình sẽ cho một xíu cái đường cát vàng vào trong cái hỗn hợp quế bánh tráng á. Khi mà mình chiên á, cái đường nó sẽ biến thành caramel, nó giúp cho cái chả giò của mình nó có màu đẹp hơn. Và thường mình thấy là bánh đa nem nó ngon hơn các bạn. Ngoài ra ở trong Nam thì người ta còn có thể sử dụng bánh tráng rế hoặc là bánh bía. Thì nhà mình sản xuất bánh rế cho nên khi nào có dịp thì mình sẽ giới thiệu cách làm của bánh rế nha các bạn. Nó hơi cực nhưng mà nếu mà ở nhà mình làm được thì rất là tốt. Tại vì những cái bánh như thế này nè, hoặc là bánh, tất cả những cái bánh như thế này nè, thường có chất bảo quản ít hay nhiều cũng có, nếu mà mình tự làm thì tốt hơn. Và đây là cái nước vôi mình đã để một xíu à, khoảng chừng tiếng đồng hồ là nó lắng trong như thế này nè. Mình sẽ làm cái hỗn hợp quết được 10 cái chả giò nha các bạn. Nếu mà các bạn nào thấy cái hỗn hợp nào ok thì mình làm cho nhà mình ăn và mình nhân công thức lên. Nếu mà làm 10 cái thì mình sẽ có 200 ml nước vôi trong. Nước trong nè. Và mình có 10 gram đường đường mỡ gà các bạn. Các bạn sử dụng cái đường vàng cũng được, không nhất thiết phải dùng cái đường mỡ gà, nhưng mà nếu mà ngon thì các bạn dùng cái đường mỡ gà nha. Một cỡ một muỗng canh như thế này, một muỗng canh như thế này. Nước vôi trong thì mình sẽ đo thử coi bao nhiêu muỗng canh nha. Khoảng 2 muỗng canh, hơn một xíu. 2 muỗng rưỡi đó các bạn. Thành phần của nước vôi trong nó gồm có CaOH2, và cái thành phần này nó giúp tạo cái độ giòn cho vỏ bánh tráng. Ngoài ra cái phần đường á thì nó là khi mà các bạn chiên ở nhiệt độ cao, đường này nó sẽ chuyển hóa thành caramel, nó sẽ tạo ra một cái màu đẹp. Mình sẽ khuấy tan cái hỗn hợp này. Mình sẽ có một cái công thức đầu tiên để quết chả giò. Hôm nay mình sẽ dùng tổng cộng là 4 cái công thức như thế này để so sánh xem cái công thức nào nó giúp cho chả giò mình giòn lâu. Sau đó mình tùy theo điều kiện nhà mình có hoặc là tùy theo sở thích của mình mà mình lựa chọn nha. Công thức thứ hai mình dùng đó là không, mình sẽ dùng cái phần bia các bạn, và mình cũng dùng cái phần đường. Lưu ý là khi mà các bạn dùng cái bánh tráng mà nó có màu vàng thì không dùng đường nha. Mình chỉ dùng bia thôi. Và ở đây mình có 10 gram đường và mình sẽ có 20 ml bia. 20 ml mình tính cái phần nước chứ mình không tính phần bọt nha các bạn. Cũng 2 muỗng rưỡi. Mình cũng khuấy đều cái hỗn hợp này. Cái hỗn hợp nước vôi trong và cái đường với lại bia và đường nó giống nhau, nhưng mà khi mà các bạn ngửi nó sẽ khác. Cái mùi này sẽ nghe mùi nước vôi trong, mùi này nghe mùi bia. Công thức thứ ba của mình sẽ làm có 10 gram bột gạo. 10 gram thì các bạn đo muỗng dùng như thế này nè, 10 gram bột gạo. 10 gram bột gạo mình sẽ có ở đây nữa là 10 ml nước lạnh và 10 ml cà phê. Cái cà phê nó giúp cho tạo màu đen, cái màu tạo màu á các bạn. Gạo thì nó giúp cho giòn nha. Mình sẽ đổ cái cà phê với nước lạnh vào đây cho thành 20 ml. Mình sẽ có cái hỗn hợp này. 10 ml nước lạnh và 10 ml cà phê. Một muỗng canh. Cũng 2 muỗng rưỡi á các bạn. Cà phê rất là thơm. Tất cả những cái này là mình có cái đường và đường để tạo cho cái màu nè, cà phê để tạo cho cái màu. Thì mình nhắc lại, nếu bạn nào sử dụng cái bánh tráng có cái màu vàng rồi thì mình không cần phải bỏ đường hoặc để cà phê vào nha. Mình sẽ pha nước lạnh. Và một cái công thức cuối cùng của mình hôm nay mình sẽ dùng giấm. Mình sẽ dùng giấm 5%. Hôm nay mình sẽ dùng cái giấm 5% này. Mình không có giấm gạo, nếu mà các bạn có giấm gạo thì ngon hơn nha. Thành phần của giấm là axit citric đó các bạn.
CH3COH, cho nên nó sẽ có công dụng tạo cái độ giòn cho vỏ chả giò. Và mình sẽ cho đường hoặc cà phê để cho chả giò mình có màu đẹp. 20ml giấm và 10ml cà phê. Nếu mà các bạn không cho cà phê thì các bạn cho đường cũng được nha. Mình sẽ đo lại bằng muỗng ăn canh cho các bạn xem nha. Một muỗng canh nè, hai muỗng canh, gần ba muỗng canh. Đây là bốn cái hỗn hợp để mình thử nghiệm mình quết cái chả giò, xem cái hỗn hợp nào để quết cái chả giò nó giòn lâu nó ngon nha. Đầu tiên ở đây đó là mình sẽ có nước 20ml nước vôi trong và 10g đường. Ở đây mình có 20ml bia và 10g đường. Ở đây mình có 10ml nước lạnh, 10ml cà phê và 10g bột gạo. Và ở đây mình có là 20ml giấm và 10ml cà phê. Đầu tiên là mình sẽ làm theo trình tự nước vôi trong, bia, bột gạo và giấm. Mỗi công thức mình sẽ làm khoảng từ 5 cho tới 10 cái rồi mình đi chiên. Rồi mình so sánh. Mình sẽ làm cái nước hồ để dán chả giò luôn. Thường nếu mà bạn nào gói khéo thì mình không cần cái hồ để dán này. Tuy nhiên nhiều khi mình gói không khéo và mình chiên không khéo thì cái lớp cái bánh tráng nó dễ bung lên lắm, nó không đẹp. Cho nên mình làm cái phần này, nếu mà bạn nào cần thì mình xem nha. Thì mình có ở đây là nửa chén nước lạnh. Mình sẽ đong bằng muỗng cà phê cho các bạn biết nha. Một muỗng nè, hai muỗng, 10 muỗng, 10 muỗng canh nước. Cái tỷ lệ này nó không cần chính xác đâu các bạn, nó mình làm hồ mà. Và mình sẽ cho vào đây là nửa muỗng canh bột năng. Bột năng các bạn dùng hiệu nào cũng được nha. Mình sẽ khuấy cho nó tan. Bạn nào nhà có cái lò vi ba thì mình dùng cái chén sử dụng được trong lò vi ba, mình bỏ vào trong lò vi ba vài phút là nó sẽ keo lại giống như hồ. Còn nếu bạn nào không có lò vi ba thì làm giống như mình, là mình sẽ bắt lên bếp mình khuấy cho nó hơi keo keo giống như hồ là được. Mình bắt lửa nhỏ thôi, không cần lửa lớn. Và mình bắt lên bếp mình sẽ khuấy. Khi nào mà nước nóng lên á thì cái bột năng nó nở ra, nó sẽ thành cái hồ sệt sệt. Bắt đầu nó trong và nó sệt là được rồi các bạn. Mình sẽ cho hơi đặc đặc xíu cho mình dễ dán nha. Như vậy là được rồi. Các bạn sẽ thấy bột chín sẽ trong và cái nước nó sệt như thế này. Nó nóng thì nó hơi chảy như vậy thì nó nguội, nó hơi sệt sệt. Mình làm sao mà giống như hồ, keo hồ để mình dán mí bánh là được rồi. Mình đã chuẩn bị sẵn sàng, tôm mình đã ướp rồi và thịt mình cũng ướp rồi. Mình bỏ vào trong cái túi này nè để mình nặn ra nó dễ và nó đều nha. Và các bạn có thể dùng một cái cây cọ để mình quét bánh tráng. Mình sẽ hết cái hỗn hợp đầu tiên, đó là cái hỗn hợp nước vôi trong và đường. Mình sẽ thoa đầu tiên là cái nước vôi trong. Mình thoa khoảng chừng 1 tới 2 phút là mình có thể cuốn chả giò được rồi. Sau đó mình lật cái bề này ngược trở lại cho nó nằm ra ngoài. Mình cho thịt với tôm vào. Các bạn mà thích cái thịt mình bóp ra nó nhiều quá thì các bạn cắt cái chỗ này nó to nè. Chỗ cái miệng bao nè. Nặn ra cho nó nhiều, còn nếu mà thích ít thì mình cắt nhỏ nha. Mình sẽ nặn nó ngắn thôi, tại vì tôm mình nó không có dài. Nó rất là đều các bạn. Nếu mà các bạn làm giống như vậy nó, mình thấy không, nó rất là đều. Mình đo làm sao mà cho cái chiều dài của miếng thịt nó bằng với con tôm như thế này nè là được rồi nè. Mình gấp mí vô mình cuốn lại thôi. Cái bánh tráng này nó hơi to, đáng lẽ là mình cắt đôi nó ra các bạn. Nếu mà các bạn cuốn bánh tráng nhiều lớp quá, ở trong nó chưa kịp chín là nó sẽ ở trong nó sẽ dẻo. Sau đó mình để con tôm vô mình cuốn. Mình cuốn cùng, đừng có chặt tay quá, các bạn vừa thôi. Mình có tôm có đồ á, nó ra cuốn chả giò nào là đều cuốn chả giò nấy. Xong mình sẽ lấy cái hồ mình dán ở chỗ này,
là nó dính lại đây luôn. Đó. Mình làm hai cuốn nó đều rang nhau, khỏi cần canh gì hết luôn. Nhưng mà cái bánh tráng này nó hơi to đó, mình đừng có quét nhiều nha các bạn. Mình quét ít ít thôi, vừa ướt cái bánh tráng, chứ các bạn đừng có quét nhiều quá. Các bạn canh cái thịt sao mà nó bằng cái chiều dài của con tôm nè, thì nó sẽ đều. Thịt của mình nó mình bóp như vậy nó ra rất là đều. Cái chiều dài thì nó theo cái chiều dài của con tôm, nó cũng đều luôn. Cuốn nào ra thì nó cũng đều bằng nhau hết. Cái công thức mình khoa từ 10 tới 15 cuốn, nhưng mà mình cuốn có 5 cuốn thôi. Mình thử tới công thức khác nha. 5 cuốn này mình để riêng và 5 cuốn nước vôi trong. Do là mình đang sử dụng rất là nhiều công thức cho nên mình sẽ rửa cây cọ này. Rồi mình sẽ lau khô lại. Này, các bạn dùng một công thức thì các bạn không cần phải rửa cọ đâu. Và cái mâm mình cũng phải lau để đảm bảo là nó sạch. Cái nước vôi hồi nãy nó không có bám vào cái loại thứ hai của mình. So sánh như vậy mới công bằng các bạn ha. Và mình cũng sẽ dùng một loại bánh tráng như thế luôn. Cái cọ này nó phải khô nha các bạn. Mình sẽ quết tới thứ hai. Đây là cái phần bia và nước và đường. Mình cũng quậy cho đường nó tan nha các bạn. Cái đường này nãy nó chưa tan hết nè. Ở đây là cái công thức thứ hai là dùng nước bia. Mình cũng phải lấy một lượng vừa phải thôi. Và bia nghe nó thơm ghê các bạn ha. Như bia có vẻ giòn sao mà nó quéo luôn. 1 tới 2 phút là mình gói chả giò được rồi. Và mình làm giống như là lần đầu tiên nha các bạn. Mình cũng cuốn không có mạnh tay. Mà cái hỗn hợp hồ của mình nè, mình cũng dính vô một xíu. Các bạn cũng có thể dùng cọ nha. Bạn nào làm quen thì mình không dùng hồ cũng được các bạn. Ở đây mình có cái hỗn hợp thứ hai. Thường là các bạn nên mua cái bánh tráng đừng có quá dày mà cũng đừng có quá mỏng. Bánh tráng mỏng quá thì nó không có giòn đâu. Mà dày quá thì cũng không ngon các bạn. Dày quá nó không vàng, nó lâu chín. Mình sẽ qua loại thứ ba, đó chính là bột gạo và cà phê các bạn. Nhìn giống cà phê sữa ghê không? Mình cảm giác nó đặc đặc á. Quét lên nó rất là khô luôn á. Càng quét càng khô. Thêm một lớp bột gạo. Mình cũng lật nó ra ngoài nha các bạn. Cái công thức vỏ bánh này có vẻ như nó làm cho cái chả giò mình thêm dày hơn à. Chắc có lẽ là giòn các bạn. Mình sẽ làm cái hỗn hợp cuối cùng, đó là cái hỗn hợp giấm và cà phê. Có vẻ như tất cả các loại bột gạo là nó hao cái nước quết nhất đó các bạn. Nếu bạn nào làm số lượng nhiều thì mình quết một cái để chồng ra đó, rồi mình quay trở lại mình bỏ nhân vô nha. Mình đã cuốn xong phần chả giò các bạn. Bốn loại phết bánh tráng nó có cái màu khác nhau hoàn toàn. Cái màu này thì có màu bột, nhìn nó khác nhau, khác hoàn toàn luôn. Cái này nó khô, nó cứng hơn nè các bạn. Nước vôi trong, nước vôi trong có vẻ nó cứng với bột gạo. Còn cái giấm và cái bia thì nó có vẻ mềm hơn. Hay là do cái giấm mình mới vừa quấn sau cùng nó còn khô, chưa khô á. Rồi cái hỗn hợp của mình thì nó dư bao nhiêu tôm, là do lần trước mình làm tôm bự, hôm nay mình làm tôm nhỏ nó dư. Thì cái công thức của mình là hôm nay làm, các bạn làm khoảng chừng 25 con tôm, các bạn mua 25 con tôm nha. Và cái phần nước hồ của mình dư khá là nhiều luôn, các bạn có thể, đây là cái công thức ít nhất để mình khuấy hồ á. Tại cái lượng mình ít quá mình khó khuấy lắm. Và cái hỗn hợp quết của mình nè, nó còn phân nửa nè. Do cái hỗn hợp quết ngay từ đầu mình nói là quết được 10 cuốn, nhưng mà mấy cái này mình quết có 5 cuốn thôi. Rồi bây giờ mình chuẩn bị mình chiên nha. Chảo của mình ráo nha. Chiên chả giò nó rất là quan trọng. Có nhiều người người ta không cần cái hỗn hợp quết bánh tráng, không cần cái gì hết, mà cái phần chiên dầu cũng giúp cho cái chả giò mình nó giòn nếu mà mình chiên đúng cách nha. Mình sẽ cho một lượng ít thôi, tại vì mình chiên mỗi lần ít cái, 5 cái cho một mẻ.
Thì nếu mà các bạn quấn cái loại bánh tráng mỏng thì mình sẽ để dầu sôi ở nhiệt độ là 120 độ C, mình sẽ cho bánh vào. Tức là lúc này dầu nó chưa có sôi tâm ở ngay cây đũa. Và nếu mà các bạn dùng cái bánh tráng dày hơn thì các bạn sẽ dùng dầu ở nhiệt độ là khoảng 170 độ C. Tức là khi mà các bạn để đầu đũa vào, nó sẽ sôi tâm nhẹ ở quanh đầu đũa. Tức là lúc đó nhiệt độ của dầu đạt 170 độ C. Và khi mà các bạn chiên dầu quá nguội thì dầu nó sẽ hút ngược vào trong bánh, làm bánh không ngon. Bánh sẽ bị hút dầu và nó dễ bị vỡ. Ngược lại, nếu mà các bạn chiên cái bánh mà lửa lớn quá thì nó sẽ dễ bị cháy, nó chưa kịp chín ở bên trong. Một số người thì người ta sẽ cho một ít chanh vào trong dầu để giúp cho cái bánh tráng của mình khi mà chiên xong nó cũng có độ giòn hơn nữa. Các bạn sẽ thấy dầu nó hơi sôi tăm ở cái đầu đũa như thế này nè. Tức là cái dầu này nó 170, nó đang ở nhiệt độ là 170 độ C. Mình sẽ tắt bếp một xíu cho nó nguội bớt, tại vì cái bánh tráng của mình quấn hôm nay nó không có dày lắm mà nó mỏng. Vậy là mình chiên cái bánh tráng mỏng thì dầu nó không được sôi ở cái đũa nha các bạn. Mình sẽ cho cái phần mí, cái mí nè, vào trước. Cái mép nằm ở dưới. Sau đó mình sẽ dặn nhỏ lửa, mình chiên từ từ nha các bạn. Khi nào nó hơi vàng mình mới bắt đầu trở cái bánh của mình. Cái chảo này đáng lẽ mình chiên được nhiều hơn á, nhưng mà tuy nhiên hôm nay mình thử công thức cho nên mình mỗi một loại công thức mình sẽ chiên một lần. Thường là khi mà các bạn chiên như thế này, các bạn đừng có bỏ tiếp vào nữa, tại vì lúc này nhiệt độ dầu nó sôi nhiều rồi. Mình chiên hết một mẻ này rồi mình mới chiên tiếp nha. Thường á, đối với chả giò nó có một điều rất là thuận lợi như thế này nè các bạn. Tức là khi mà mình chiên hơi vàng, mình bỏ vào trong tủ đông, khi nào mà mình ăn, mình có tiệc hoặc nhà mình ăn chả giò, mình lấy ra, mình không xả đông và mình chiên trực tiếp. Như thế là giúp chả giò giòn rất là ngon mà các bạn không cần phải kho hay là quết cái hỗn hợp gì hết. Chả giò mình hay chiên là mình dùng cái chảo mà nó dày á các bạn. Các bạn dùng chảo chống dính cũng được, nhưng mà nếu nhà có cái chảo gan mà dày á, các bạn chiên thích lắm. Mình đang chiên lửa như thế này nè các bạn. Nó nhỏ nhưng mà nó cũng không có nhỏ lắm, nhỏ vừa. Thường nếu mà các bạn chiên hai lần thì các bạn chiên nó hơi vàng như thế này nè. Mình cắt ra được rồi. Mình chiên một lần cho nên mình để cho nó vàng hẳn luôn. Thường các bạn chiên hai lần nó sẽ vàng ngon, nó giòn và vàng ngon hơn. Vớt chả giò ra, mình đổ dầu ra chén rồi mình chừa lại cái cặn. Mình chiên tiếp ba cái công thức còn lại nha các bạn. Cái phần lửa thì mình cũng canh y chang vậy luôn. Ba cái màu này là nó khác nhau nè, cho nên có thể là mình bỏ chung một lượt luôn. Cái hồi nãy nó giống nhưng mà ba cái này là nhìn ba loại nó khác, ba màu nó khác nhau, mình có thể chiên một chảo luôn. Dầu nó hơi nóng, 120 độ C mình sẽ cho vào. Mình sẽ cho phần nhúng bột gạo trước. Các bạn cũng cho cái mí nha. Mình cho cái phần bia luôn nè. Phần nhúng cái nước quết bằng bia đó. Hai cái màu nó khác nhau. Cái này là cái nước vôi trong mình rất là giòn luôn, rụm luôn á các bạn. Bẻ nó kêu rớt rớt, công nhận giòn kinh khủng luôn, rất là ngon các bạn. Giòn quá thì giòn. Như vậy là cái phần chả giò mà nếu mà các bạn làm bằng cái nước vôi trong á, không cần chiên hai lần nó vẫn giòn rất là ngon nha. Nếu mà dầu nó sôi quá thì mình dặn nhỏ lửa, mình dặn lửa nha các bạn, đừng để nó quá sôi. Cái phần bột gạo, cái bột cà phê có lẽ là mình pha hơi đậm các bạn, cho nên nhìn nó đậm. Nó vàng thì mình cũng vớt ra luôn. Bếp mà để bột nó nguội xíu, mình pha cái hỗn hợp để mình lọc cái dầu này nha. Mình sẽ cho vào chén một muỗng dung bột mì. Các bạn dùng bột mì nào cũng được, một muỗng, hai muỗng gì cũng được, mình cho hai muỗng. Và mình sẽ cho nước từ từ. Cũng hai muỗng nước. 4 muỗng nước nha các bạn. Vẫn còn hơi đặc, mình sẽ cho thêm một muỗng nữa. Cái này các bạn không cần đo đâu, miễn nó lỏng lỏng là được. Bột với lại nước các bạn không cần phải canh cũng được, nó hơi lỏng lỏng để mình đổ vào á, nó cuốn đi những cái bụi bặm của dầu á. Mình thêm 2 muỗng nữa cho nó lỏng lỏng như thế này nè. Khuấy cho nó tan. Mình bật bếp lên lại. Lửa nhỏ thôi ra. Mình cho bột mì vô nè. Thấy không, bột mì nó dính
cho bột mì nó quấn dính vô trong cái phần ba cái bụi bặm nó dính vô phần bột mì hết. Mà cái dầu mình thấy nó trắng ra luôn á. Chờ cái bột mì nó sôi nó nổi lên á, nó cuốn đi những cái bụi. Có một số người mình thấy người ta sẽ làm cái lòng trắng. Khi mà các bạn làm bánh á, các bạn chừa cái lòng trắng lại. Mình làm giống như vậy, lòng trắng nó cũng sẽ cuốn đi những cái dơ của bột. Dầu mình nó trắng đi như mới ha, không còn bị đen nữa. Cái này mình học được từ chị Dung á. Lần trước chị Dung chỉ mình chiên chuối chiên á, chị Dung lấy ngay cái bột chiên chuối chiên để làm. Rồi mình sẽ chiên cái phần cuối cùng đó là giấm. Cái màu giấm nó đỡ hơn cái màu cà phê, cái màu bột gạo nó đậm lắm. Mình chiên hơi tối, các bạn nhìn cái chiên chả giò nhìn nó tưởng đen chứ mà nó không có đen nha. Ở trong bếp hơi tối á, nó vàng rất là đẹp. Đây là những cuốn chả giò mình đã chiên xong các bạn. Mình sẽ để nguội để xem cái nào nó ngon nhất. Đem ra ngoài trời để cho các bạn thấy rằng cái chả giò của mình nó không có quá bị đen. Bếp nó hơi bị tối mà rất là ngon luôn. Chỉ có cái phần mà cà phê mình pha hơi đậm nè, cho nên cái phần giấm với bột gạo nó có cà phê đậm, cho nên màu nó hơi đậm hơn so với những người khác. Nhưng mà rất là ngon các bạn. Đây là bằng bia nè các bạn. Bia thì nó có cái màu đẹp hơn ha. Ở đây là cái phần mà giấm nè. À, giấm thì màu cũng đẹp. Cái này mình cuốn hơi chặt quá, nó hơi bị bung. Cái phần này là cái phần mà nước khô trong á, rất là ngon luôn á các bạn. Giòn, cứng mà giòn rất là lâu. Cái này là cái giấm á. Giấm là nó sẽ làm cái vỏ bánh nó xốp, mỏng hơn. Ăn cả cảm giác như cái vỏ bánh nó sẽ, vỏ bánh tráng nó mỏng. Cho nên nè, bạn thấy không, nó mỏng, bóp ra nó nát từng mảnh luôn, nó cũng giòn. Nói chung là cái hỗn hợp quết nào nó cũng giòn hết các bạn. Mà tùy theo các bạn, ví dụ như bia thì nó sẽ giòn mà nó mềm. Đây là bia nè các bạn, giòn nhưng mà nó sẽ giòn mềm, mà các bạn thấy nó sẽ không có bóp mà nó không có nát. Nó giòn theo từng mảnh đó nè. Nó không có nát như là cái hồi nãy, như là cái hỗn hợp giấm. Nó giòn nhẹ, bia là cái hỗn hợp giòn nhẹ. Cái này là cái vôi, nước vôi trong á. Các bạn thấy không? Mình ấy vô nó cứng, nó rất là cứng luôn á, cực kỳ giòn á các bạn. Nè các bạn, đó các bạn nghe không, nó giòn rụm luôn, rất là đã. Tôm tôm rất là ngon, mình cảm giác như là cái nước khoai trong này là nó giòn ngon nhất luôn á, giòn rất là lâu. Mà cái bột gạo cũng giòn các bạn, để mình lấy cái bột gạo cho các bạn xem nha. Cái phần bột gạo nó cái màu hơi sẫm hơn, có thể là do lỗi của mình, do có thể là mình pha cà phê hơi đậm đó. Cái bột gạo thì nó cũng giòn lắm các bạn. Rồi mình ăn mình cảm giác như là cái lớp vỏ này nó dày hơn, rất là thích hợp cho các bạn nào mà có cái lớp vỏ bánh tráng nó mỏng á. Mình sẽ quết thêm cái lớp bột gạo này, nó sẽ dày hơn và nó giòn, kiểu mà giòn tan á. Nó không có quá mỏng dụng nhưng mà nó cũng sẽ từng mảnh như thế này nè, giòn cứng cáp nè các bạn, nó vỡ ra từng miếng như thế này. Ừ, như vậy là mình thấy là trong bốn công thức này, công thức nào cũng ok hết. Nhưng mà các bạn muốn có độ giòn lâu á thì các bạn nên chọn cái nước vôi trong và cái phần mà bột gạo. Bia với lại giấm thì nó cho độ ngon, màu đẹp, nhưng mà cái độ giòn để lâu thì nó không có lâu. Các bạn có thể là dùng liền hoặc là chiên hai lần nó cũng giòn nha các bạn. Nói chung là khi mà các bạn dùng chiên đúng cách, dùng cái loại bánh tráng ngon thì cái hỗn hợp quết này nó chỉ phụ thêm thôi. Lại khi mà chiên chả giò thì các bạn, cái chiên nó quá non thì nó sẽ không giòn nhìn lâu đâu. Mình chiên vừa đủ độ vàng nó mới giòn các bạn. Cái cách chiên chả giò rất là quan trọng. Video clip của mình đến đây là hết rồi. Rất là cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.